Khi hành khách không thể ngồi trên máy bay vì lý do sức khỏe, hãng hàng không đã làm như thế nào để hành khách có thể đi máy bay? Một trong những giải pháp đó là lắp cán để khách nằm trên máy bay. Và các bạn có tin được không? Trên máy bay nhỏ như ATR-72 cũng có thể làm được điều này. Hãng hàng không Vasco hôm nay vừa lắp cán trên máy bay để phục vụ một hành khách cao tuổi từng bị tai biến và không thể ngồi ghế như hành khách thông thường. Chúng ta hãy cùng xem quá trình lắp cán trên máy bay diễn ra như thế nào nhé. Sáng nay ngày 23 tháng 10 năm 2021, chuyến bay từ Côn Đảo về Thành phố Hồ Chí Minh của Vasco đã được lắp cán để phục vụ một hành khách đặc biệt. Đó là một cụ bà gần 90 tuổi từng bị tai biến và không thể ngồi ghế như khách thông thường. Để phục vụ được hành khách đặc biệt này, các kỹ sư đã lắp đặt cán trên máy bay. Một chiếc cán lắp trên máy bay sẽ sử dụng vị trí của 6 chiếc ghế. Theo hướng dẫn của nhà sản xuất máy bay, cán kèm theo rèm che được lắp đặt tại khu vực đuôi máy bay, vị trí tốt nhất trên loại máy bay ATR-72 để tạo không gian dễ chịu nhất cho người nằm cán. Chuyến bay mang số hiệu 0V8058 cất cánh rời Côn Đảo lúc 11 giờ 37 phút và hạ cánh an toàn xuống sân bay Tân Sơn Nhất lúc 12 giờ 15 phút. Được biết, cụ bà có mong muốn rời Côn Đảo để trở về quê hương nơi mình sinh ra. Tuy nhiên, do cụ từng bị tai biến, đi lại rất khó khăn và không đảm bảo sức khỏe để ngồi trong suốt hành trình nên cụ có nguyện vọng nằm cán trên máy bay. Vietnam Airlines Group cho biết cũng do vấn đề sức khỏe, cụ đã chờ đợi cho đến khi đường hàng không khôi phục sau giãn cách mới có thể trở về quê hương. Tại sân bay Tân Sơn Nhất, sau khi máy bay hạ cánh thì xe phục vụ đặc biệt đã đưa cụ vào nhà ga, cán cũng được gỡ khỏi máy bay. Công ty bay dịch vụ hàng không hay Vasco là hãng hàng không thành viên của Vietnam Airlines. Từ năm 2015 đến năm 2020 thì trung bình mỗi năm Vasco thực hiện gần 20 chuyến bay lắp cán chở khách. Các chuyến bay lắp cán thường có nhiệm vụ chính là chở người dân ở đảo đi cấp cứu. Được biết, Vasco hiện có chính sách riêng để hỗ trợ vận chuyển cấp cứu bệnh nhân từ Côn Đảo đến Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ. Côn Đảo là quần đảo biệt lập nằm ngoài khơi tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, cách Thành phố Hồ Chí Minh hơn 230 km. Với các chuyến bay của Vasco thì hành khách mất khoảng gần 1 tiếng đồng hồ để bay thẳng từ Côn Đảo đến Thành phố Hồ Chí Minh. Và hiện các chuyến bay kết nối Côn Đảo với các tỉnh phía Nam của Vasco đã được nối lại kể từ ngày 22 tháng 10 năm 2021. Trong giai đoạn này thì Vasco khai thác các chuyến bay giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Côn Đảo với tần suất 2 chuyến khứ hồi một ngày, giữa Cần Thơ và Côn Đảo với tần suất 1 chuyến khứ hồi một ngày. Vasco cũng sở hữu đội bay là những chiếc ATR-72 chuyên thực hiện các chặng bay ngắn giữa Hà Nội và Điện Biên, giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Rạch Giá, Cà Mau, Côn Đảo. Ngoài ra, khi đi bay, nếu hành khách có khó khăn và hạn chế di chuyển có thể liên hệ với hãng hàng không để sử dụng dịch vụ xe lăn. Với dịch vụ này thì hành khách sẽ được hãng đưa lên máy bay bằng xe lăn và xe nâng hay là xe high lift để thuận tiện trong việc di chuyển suốt hành trình. Các bạn có thể xem lại vlog E19 số 301 về dịch vụ đặc biệt này nhé.